con ăn tao cho máy đi con. Cái cơm cơm này bán nhiêu ký đấy ạ? 145 ngàn con ơi. Thế còn cái quả quả dâu đó thì 3 tốn 900. Dạ đúng không? Mua đâu mua. Hai ba ký mang mua treo xe mang về cũng được. Dạ bác. Yeah.